Bà mẹ bị nó dừng, nâng cùng bưng khu chứ chăm khòng đội thiếu niên tiền phòng Hồ Chí Minh cùng Pesipi, lò thiếu nì, dệt, băn bì, lì, cắp lại năng ven xanh, lò nâng cùng thiếu nhì ép học tập tư, cài hà phóng, bưng tổng phú trách đối có mi khu và pinh khai mê hen quân ổn quốc. Vậy từ tên nán có lăm lò, hở lan nóm thiếu niên nhì đồng, tên cam mướng, lông hát bảy chữ, dùng hàng băn về dệt đi. Hồng Hiếu và cánh Tuấn Kiệt, hai học sinh trong một gia đình nghèo tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, đã trả lại hàng chục triệu đồng khi nhặt được trên đường. Mặn ngân Hồng Hiếu nhặt được 24 triệu đồng, càng tăng. Tuấn Kiệt nhặt được 16 triệu đồng. Hồng Hiếu kết đầy sắc chết mặn, Tuấn Kiệt di bố trước mặn, tìm cá có mê văn, phá hót cùng diệt mết. Cháu nghĩ số tiền đó rất là lớn. Lần ngắm sông nước nỉ, còn lại ba ba dệt xề, cờ trò xót xáo. Xong bỉ ma chồng Nguyên, cò chê bát ma chân. Bàn bóng bày đầy, Nguyên cò chê bát ma chân ép, bóng chơi sở bàn cùng bồng kiển tây xú. Nhờ mi Nguyên sức nằn tài cò bóc chóp vàng sàn. Việc giúp bạn là một việc rất là tốt và không hề khó khăn. Để cho giờ bản ghê thì em đã làm đúng 5 điều bác Hồ dạy ra. Nó còn cho giờ bản về khát sàn, khắc ven, bản bánh lúc cho giờ các bản phương ứng. Biết chia sẻ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đó là đi những điều mà Kiệt và khó. Nguyên ăn cũng như rất nhiều những tấm gương bàn Kiệt cánh hiếu cách lại vết danh thiếu nhì còn nhận đầy tết bưng về dê khoảng chầu tuổi nhỏ làm việc nhỏ nhăng nòi có rất ven nòi vách sầm cân đang gà sàn tàn cây tập phung tăng chân phải trách sở bàn vươn cắt khó nôm sâu vách sầm tăng tay quý bưng cùng cắt đáng biết lại hai phong ơn đầy kẽ hà cùng thiếu nhì phải tâm tết bưng lòng nòi hắc banh cắp cắn bánh.